Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đây kính để chúng ta dùng trên điện thoại để làm cho cái ảnh nó thành 3D. Ta đổi kính xem nhé. Đổi sang kính này có khả năng chiều rộng nó không được tốt nên hiển thị ảnh không không được đẹp. Cái này như tốt hơn đấy. Bạn này chạy loạn xị luôn. Đấy. Kiểu đây các bạn thấy cả con cá trong này tay. Để bắt cá luôn. Các bạn nhìn xem, cái này rất dễ làm. Rất dễ. Bạn thấy không? Con người nhảy múa luôn. Sau thì là chuột, đây cái nhật đấy. Mình có hoa nữa. Đấy, mình có hoa. Mình mở cái khác nha. Trái đất đang quay 3D luôn à, cô gái. Hay không? Cô gái quay to luôn. Rất là mở xa thêm tí nữa nghe nào, chúng ta phải chọn góc quay thì nó mới nét được cái quay này nào. Bạn xem 3D quảng cáo. Thì các bạn đợi xong quảng cáo thì chúng ta xem thêm nhé. Ông nên nằm đây quay chiều này thì vui. Ông nhìn này cực kỳ nét luôn. Đấy. Quả dày luôn, quả dày nét không được ấy. Trưng quả giấy 3D luôn. Biến thành cô gái thôi.
quá chọn góc để nhìn nó mới quay nét được. Vì cao này chúng ta xem rất chi là mở, nhưng mà với dương cao này thì chúng ta mới nhìn được ảnh kia. Còn em này cho lên trắng vào. Thua cho cú đen này đây, cho cái đít đen nhiều bạn, cố làm cái nha, cố làm cái một chương rồi.